Thơ thứ nhất của Phi-e-rơ, chương 1. Phi-e-rơ sứ đồ của Đức Chúa Giê-su Christ gửi cho những người kiều ngụ rải rác trong xứ Bông, Galati, Cappadoc, Asi và Bithyni là những người được chọn theo sự biết trước của Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha và được nên thánh bởi Đức Thánh Linh, đặng vân phục Đức Chúa Giê-su Christ và có phần trong sự rải huyết Ngài. Nguyện xin ân điển và bình an thêm lên cho anh em. Ngợi khen Đức Chúa Trời là Cha Đức Chúa Giê-su Christ chúng ta. Ngài lấy lòng thương xót cả thể, khiến chúng ta lại sanh, đặng chúng ta nhờ sự Đức Chúa Giê-su Christ sống lại từ trong kẻ chết, mà có sự trông cậy sống, là cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để dành trong các tầng trời cho anh em. Là kẻ bởi đức tin nhờ quyền phép của Đức Chúa Trời giữ cho, để được sự cứu rỗi gần hiện ra trong kỳ sau rốt. Anh em vui mừng về điều đó, dầu hiện nay anh em vì sự thử thách trăm bề buộc phải buồn bã ít lâu, hầu cho sự thử thách đức tin anh em quý hơn vàng hay hư nát. Dầu đã bị thử lửa, sanh ra ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển cho anh em khi Đức Chúa Giê-su Christ hiện ra. Ngài là đấng anh em không thấy mà yêu mến, dầu bây giờ anh em không thấy Ngài, nhưng tin Ngài và vui mừng lắm, một cách không xiết kể và vinh hiển, nhận được phần thưởng về đức tin anh em là sự cứu rỗi linh hồn mình. Về sự cứu rỗi đó, các đấng tiên tri đã tìm tòi suy xét và đã nói tiên tri về ân điển định sẵn cho anh em, nghĩa là tìm cho biết thời kỳ nào và thời kỳ cách nào mà Thánh Linh Đấng Christ ở trong lòng anh em đã chỉ cho, là khi làm chứng trước về sự đau đớn của Đấng Christ và về sự vinh hiển sẽ theo sau. Các đấng ấy đã được tỏ cho rằng chẳng phải vì mình, bèn là vì anh em mà truyền ra những điều đó, là những điều hiện nay đã rao cho anh em bởi những người nhờ Đức Thánh Linh từ trên trời sai xuống mà giảng tin lành cho anh em. Các thiên sứ cũng ao ước xem thấu những sự đó. Vậy, anh em hãy bình trí như thể thắt lưng, hãy tiết độ, lấy sự trông cậy trọn vẹn, chờ đợi. Ơn sẽ ban cho mình trong khi Đức Chúa Giê-su Christ hiện ra. Anh em đã nên như con cái hay vâng lời, thì chớ có làm theo sự dâm dục, là sự cai trị trong anh em ngày trước, về lúc anh em còn mê muội. Nhưng Đấng Christ gọi anh em là thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình. Bởi có chép rằng, hãy nên thánh, vì ta là thánh. Nếu anh em xưng đấng, không tây vì ai, xét đoán từng người theo việc họ làm, bằng cha, thì hãy lấy lòng kính sợ mà ăn ở trong thời kỳ ở trọ đời này, vì biết rằng chẳng phải bởi vật hay hư nát, như bạc hoặc vàng mà anh em được chuộc khỏi sự ăn ở không ra chi của tổ tiên truyền lại cho mình, bèn là bởi huyết báu Đấng Christ, dường như huyết của chiên con không lỗi không vít, đã định sẵn trước buổi sáng thế và hiện ra trong cuối các thời kỳ vì cớ anh em, là kẻ nhân Đức Chúa Giê-su tin đến Đức Chúa Trời, tức là Đấng đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại và ban vinh hiển cho Ngài, đến nỗi đức tin và sự trông cậy anh em được nương nhờ Đức Chúa Trời. Anh em đã vâng theo lẽ thật, làm sạch lòng mình, đặng có lòng thương yêu, và anh em cách thật thà, nên hãy yêu nhau sốt sắng hết lòng. Anh em đã được lại sanh, chẳng phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hư nát, là bởi lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời. Vì mọi xác thịt ví như cỏ, mọi sự vinh hiển của nó ví như hoa cỏ, cỏ khô, hoa rụng, nhưng lời Chúa còn lại đời đời, và lời đó là đạo tin lành đã giảng ra cho anh em.